À, tôi chưa được xem cơ. Chắc là xem từ tầng 1 trước nhở. Em sinh viên cần thuê chồng là sao? What the Em sinh viên cần thuê chồng à? Em là sinh viên cần thuê chồng anh ơi. Cho em một căn đi, cho em một phòng trong này em ở với. thế mà phải xem bằng cái gì nhở? PDF. Thằng này đéo có PDF. Thằng này vãi thật. Máy nhá, máy nói đéo có PDF. Ui, để Xem garage mà bằng em kiểu xe bình ô thường tô á. luôn kìa. Thằng này không giấu gì các bạn nhá. Hai ô tô rồi. Chẳng qua nó giấu thôi. Tôi là bạn nói tôi biết. Nó có một con nó có một Porsche hồi xưa đấy. Hồi xưa là có tiền là nó mua Porsche trước. Nó không mua nhà trước đâu, nó mua Porsche trước để nó đi 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 rung lắc với mấy em gái ở trên Hồ Tây. Đấy. Xong rồi gần đây là nó vừa mua thêm một con gì nhỉ? Maserati. Ừ. Thế là nó có hai con, giàu lắm. Chrome à? Yes sir. À đúng rồi, xem bằng Chrome. Con mẹ không? Mày cái này. Ui. Wow, mẹ trông 3D, mẹ trông ảo TNT. Wow, ở ngoài đời trông nó có như này đâu ta? Trông 3D trông ảo vậy. Đấy, hình như là nó vừa mua con này nữa, tôi cũng đã biết. Dạo gần đây không gặp bạn nhím thường xuyên nên tôi cũng không biết là nó mua con này hay không. Nhưng mà thường là làm 3D là nó phải dựa trên một cái gì đấy kiểu nó thực tế một tí đúng không các bạn? Xe máy thì hơi ảo này. Xe máy chèn lên nó đỡ trống đấy. Còn ô tô thì chắc là thật. Không, các bạn ạ, thực ra đây là 3D thôi cho nên là nó cũng chưa đúng với cái diện tích thật đâu. Giống nhà anh Bô vậy. Có giống đâu. Đây chắc là cái gara tầng 1 rồi. Mẹ em nhờ, trông nó cứ kiểu gì ấy nhở? Thể trông cái phần trên này nó cứ kiểu gì ta? Cái phần trên này và cái phần ngang ngang này trông nó cứ trông nó kiểu hơi giống ở kiểu quán karaoke ấy nhở? Đấy. Hay đi karaoke Đẹp nên anh biết luôn. à? À, tôi chưa tưởng tượng ra trông hơi giống kiểu karaoke ấy. Nhìn hay mà, nhìn kiểu phòng đua ấy. Đây có một cái thang máy ở đây các bạn ạ. Đấy tôi nghĩ là nếu mà có thể xây thang máy nha. Đấy thì cái cầu thang thì nó cũng không cần phải kiểu quá rộng ấy. Nhưng mà mình sẽ dùng cầu thang ít thôi thì mình sẽ làm cái cầu thang gọi là sao cho nó Cầu hẹp thế. kiểu gọi là À ừ, tại vì nhà có thang máy đéo cần cầu thang nhỉ. Thang máy thì, cầu thang là để dùng cho những trường hợp gọi là mất điện thôi, đúng không? Nó để gọi là thoát hiểm thôi, để phụ thôi. Đấy còn cái quan trọng là mình dùng thang máy chắc là nhiều hơn. Kiểu như thế. Khi nào tôi có nhà để sửa nhà các bạn nhỉ, Đấy thì thì cái chỗ này thì theo như thiết kế nha. Đấy là có thể để được ô tô của anh em. Đấy nếu mà anh em có đi đến. Đấy với cả con xe máy ở đây bên cạnh luôn. không biết bao giờ mới có nhà Đấy để thì đây là ở chỗ đây. đi giày này. Đây là chỗ đi giày này. Trời ơi, nhà còn không, đất còn chưa Mẹ sao có quả ảnh này nhở? Mẹ chết đất còn tều chưa vãi lìn. có mà thuê mà ở đấy rồi, ở nhà thuê Đấy sửa đây là chỗ đi nhà giày. rồi không biết khi nào Ui. mới có đất. Mẹ chụp ảo vậy. Ui trông đẹp nhỉ. Có quả ảnh ảnh vẽ cute thế. Ê ê ê. Zoom vào à? Có zoom vào được Ui cái này giống như không? là Làm sao để mình mở được cái căn phòng này nhận ra nhở? đến với kiểu trên Google ấy Sao bạn. mình mở mở được cái căn phòng này ra ta? À, đây là cái 360 à? 360 giống cái ở Có trên bấm nút thang máy để lên tầng trên không? Trông nó xịn sò tí không? giống như cái Google ấy. Có cây luôn mà. Đấy thì nói chung là cái tầng 1 là để gara thôi. Xong rồi bắt đầu lên tầng 2 đây mới khác các bạn ạ. Chỗ để xe hơi hẹp nhỉ. Cái chỉ để được mỗi ô tô, một cái xe máy, Đấy, hai bên xe ngoài có cái máy, cửa sập. ba xe máy là Ô, hết. trước là nó có một cái cửa ở bên này cơ. Nha, bạn này che luôn cả cái cửa bên này rồi à? Thế mẹ cái lúc mà cửa sập hết hết điện thì sao? What the fuck? Cửa bên kia kìa, dưới xe Lúc đầu máy là có một cái cửa bên kia này nữa cơ. kìa. Thì mẹ thằng này. Đấy, góc trái kìa. Anh còn lấu mình À đây đây luôn. đây 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 Anh đây đây chắc đây có là cái cửa bé ở đây. chắc phải tầm 3 năm nữa may ra mới À có cơ hội hợp gọi là để lý. mua được một miếng đất Đây nhỏ đây cái nhỏ. cửa, nghĩa là cái cửa đấy lúc đầu nó bên này này. Thì ra là bạn ý làm dịch ra chỗ này rồi. Cũng được, Còn ok. lâu. Thì nói chung là cái chỗ của tôi là được Tôi cái sẽ là người là nó ở cái chỗ góc ấy.
nó ở cái chỗ góc cho nên là cũng thoáng đấy. Okay. Thôi nói chung là kiếm xin bật nhím ở một phòng thôi. Bú bú bú. Nào trong ngõ các bạn ơi, trong ngõ. Trời ơi trong ngõ. À đây phòng giày đây. Đây là cái phòng mà sau khi mà mở cửa ra. À. Wow. Đấy, nó là cái phòng ở bên trong mà chúng ta muốn mở cửa ra đây. Đấy, phòng để giày. Wow. Vua nhờ. Đấy, đây là mở cái cửa ra thì nó sẽ như này. Đúng là kiểu góc ước mơ của những thằng đàn ông luôn đấy. Mẹ sao trông kiểu 3D nó cứ mẹ rộng rộng thì đéo nào chứ. Nhìn gọn nha, chứ mốt anh cũng ở bừa. Quay quay quay, Ngọc Chi ơi, không có nha. Đúng một rồi đấy, Chi chuẩn nói chuẩn đấy, rồi đấy. Sẽ thuê cô giúp việc một tuần một lần. Đấy, tôi đã được nghe những người đi trước chia sẻ rồi. Anh mà mua nhà cho em xin ở kém một phòng á, ui. Ờ, chắc là do góc camera anh cho hẳn nó kéo hẳn, rộng ra anh thôi. Cho hẳn 4 phòng luôn được không? Anh xây hẳn 4 phòng cho kiểu... kiểu mấy bạn fan nào mà kiểu có ý định là ra Hà Nội chơi mà không muốn ở khách sạn tốn tiền ấy, đấy. Click vào đây à? Anh em cứ đến nhà tôi. Click vào đây là để xem 3D à? À. Đủ 4 phòng luôn. À. Đúng phòng vệ sinh. Hình như là còn một cái phòng vệ sinh ở tầng 1 nữa các bạn ạ. Để cho ai mà buồn đi đái quá là có thể đi đái ở tầng 1 luôn. Nhưng mà đấy là... có phòng vệ sinh nữa đâu nhở? Đấy là khi nào tôi xây nhà rồi. Còn lâu. Còn một cái phòng vệ sinh nữa cơ, còn một cái phòng vệ sinh bé bé nữa cơ. Thế là em, bà chưa... anh em bây giờ phải ra rồi. Ở nhà nhím này đấy. Này có xây phòng cho khách không nhở? Phải xây phòng cho khách ấy, thì để đón khách các thứ. À, phòng stream à? Phòng stream, xem phòng stream luôn không? Tầng 2 là phòng stream luôn thì... ốm đấy nhở? Cái khung nhà của tôi thì... anh ơi, phòng ngủ anh có thiết kế thêm ghế tình yêu cô. Ây da, cái này thiếu nha, cái này thiếu nha. Thế tình yêu chắc thằng này có đấy nha. Cái này là tôi nghĩ là phòng ngủ tôi là cũng phải cần thêm một chút đồ trang trí nha. Cái đấy đang hơi thiếu. Ra thì cái phòng stream này mới kiểu thiết kế qua thôi các bạn ạ. Anh chưa em ạ. Anh cứ bị kiểu lai dai ấy. Chưa nghĩ ra được nhiều cái ý tưởng nào. Tôi vẫn đang chỉ thiết kế qua thôi. Ôi đẹp đấy. Thì đây là cái chỗ... cái chỗ để ghế sofa này, xong có một cái bàn này. Đấy, xong rồi để logo hay là linh tinh ở đây. Đấy, xong rồi có mấy cái khung khung tủ để mấy cái đồ. Không, bây giờ không chơi Beric nha. Beric bây giờ hơi out meta rồi. Đẹp chứ. Chắc là chơi mô hình. Đấy, chắc là chơi mô hình nha. Đẹp điên nhỉ. Đây sẽ là cái góc stream này. Ui. Đấy, xong rồi sẽ có một cái cam. Sẽ có một cái cam tổng em chiếu ra cái chỗ này để nhỡ may mà có khách đến nha là mọi người cũng sẽ nhìn được ở chỗ này hết. Rộng thế. Thích nhở? Đấy, đây là chỗ stream này. Ông không phải thiết kế thêm mấy cái ghế nữa. Đấy, cho khách ngồi. Mà tôi vẫn thấy cần sửa một chút các bạn ạ. Phòng này vàng á? Không vàng nha. Không, đã tính đến cái trường hợp đấy rồi. Nghĩa là thằng Khoa là nó stream. Bàn hơi bé. Trước mặt nó là cái cửa sổ luôn, nó sẽ là bằng kính luôn, cho nên là cái tiếng của nó sẽ bị vọng lại. Không hẳn là bé đâu bạn ơi, không hẳn là bé đâu Chín ơi nhá, nhìn cái bàn thì thôi nhưng mà chiều ngang nó biết đâu nó dài sao, đúng không? Không biết được đâu. Đấy, còn tôi mà stream nhá là nó sẽ có một cái tấm tiêu âm ở đây để nó hút hết cái âm thanh vào, thì nó sẽ không bị vọng lại và nó sẽ không bị vang nữa. Đấy, còn như thằng Khoa là nó sẽ bị vang. Tại vì nó không có cái tấm tiêu âm ở đằng nhà trước. Nhà nhím mà tôi quay vlog được này. Đấy. Nhà nhím mà tôi quay vlog được. Không, thực ra là cái này là cũng chỉ là thiết kế kiểu để cho các bạn xem khung trước thôi. Đấy, chứ tôi nghĩ là để mà thi công các thứ thì nó cũng phải sửa nhiều. Không biết thằng nhím nó quay vlog không. Không luôn được đâu. Nhưng mà trong khoảng tầm 1 năm mà thằng nhím đéo quay vlog. Mà khi nào 1 năm mà nó ở ấy. 1 năm sau tôi sẽ quay vlog. Cả đàn piano. Ui, có đàn piano à? Thế đấy, cái góc cam đây này là chiếu ra đây là có piano này. Nhà này thuê bao nhiêu đấy, năm vậy? Tôi mà tập piano nha, tôi mà tập piano là chiếu đánh cho các bạn xe nghe luôn nha. Phong thủy à? Phong thủy đương nhiên là phải hợp hướng tôi rồi. Trời ơi. Này không làm bể cá nhỉ? Cũng phải có đi xem sủng này nọ chứ. Phải làm bể cá chứ. Phải làm cái bể cá. Cho nó hợp phong thủy. Ui, có quả bên Vinh to điên. Lại đòi đánh cả Pino nữa. Trông bàn thì thôi chứ rộng đấy. Cái bàn này có hợp lý không nhỉ? Bàn này trông có hợp lý không ta? À, tôi đang bị thấy ở trên mấy cái chỗ này nó đang hơi bị nhiều tủ quá. Ui, còn làm cả một cái bồn rửa tay mini ở đây à?
bồn nước mini à? Hợp lý đấy chứ. Kiểu ví dụ ăn uống cái gì kiểu bẩn quá mẹ chạy sang rửa tay luôn, hợp lý. Nhưng mà nhà vệ sinh đâu nhỉ? Đấy, đây có nhiều, có mấy cái tủ ở đây có tại vì mấy cái chỗ sống. Vào đó anh ơi. Ừ ha. Mình rích nha, thằng này mà xây chỗ sống xây, kiểu xây bể cá để 200 đâu. Đấy thì bạn ấy cứ thiết kế mấy cái tủ ở đây thôi. Đấy mấy cái tủ với cả một cái góc ở đây thôi. Đấy đây chắc là tủ lạnh này. Đấy còn đây là bàn nhà vệ sinh. Đấy bàn nhà, bàn nhà vệ sinh thì ở đây là có một cái tủ như nhà vệ sinh kho ấy. Đấy, nhà vệ sinh mà cũng đục. Đấy là khi mà bước vào nhà thằng này vệ sinh xây... thì có một cái chỗ thằng này xây giống nhà anh Độ thế, kiểu cửa đẩy vào là mẹ một cái tủ để đồ, không phải đẩy vào nữa là nhà vệ sinh ấy. Ừ xây y hệt nhà anh Độ kho luôn, kho để mấy cái đồ như kiểu đồ công nghệ này, linh tan tinh này. Đấy là đây sẽ là mấy cái tủ để mấy cái đồ đấy. Đấy còn đây là nhà vệ sinh rồi. Ui đây 360 vào đây à? Ấy đây 360 đúng không? Rộng phết đấy chứ. Đấy, chỗ này là để quà của các bạn thân yêu hết rồi. Chiêu nhở. Đấy, chắc là phải ấy hết. Wow. Thật không làm là Trần đấy. Không làm cái đèn Trần chùm nhở. Trần thiết kế kiểu gì cho nó đẹp đẹp tí chứ nhở. À, có donate kìa. Cô có giường cạnh chỗ stream để bật tôm nữa hả em? Mặc cười. Thằng này giờ bật tôm ở trên đất luôn như cần gì giường. Phòng sáng thích thế á? Không không không, tôi thích phòng tối cơ, thích phòng phòng trầm trầm cơ. Thích phòng này tối là cơ, tối om cơ. Phòng này là trầm mà tôi thề các bạn nhá. Thằng này mà ở cái phòng này ấy, này. Các bạn, cái rèm này á, đéo bao giờ nó mở ra luôn, tôi thề các bạn luôn. Thằng này mà ở trong phòng làm việc đéo bao giờ mở cái dài mè ra luôn, tôi thề các bạn. Tại vì các bạn thử hình dung xem buổi tối nó mới làm đúng không? Thì chắc chắn một điều, à có thể là mở nhưng mà kiểu nó đéo có ánh sáng mặt trời vào ấy. Ừ kiểu đấy. Buổi sáng thì mà nó đéo bao giờ ngồi máy tính rồi ấy, đúng không? Tầm trưa mới ra mà nó ngồi. Mà bây giờ kiểu, thứ nhất nhá, bây giờ phòng của nó đấy, phòng của nó hiện tại ấy, là giường ở ngay cạnh máy, là nó chỉ cần bật một cái để xuống luôn. Còn bây giờ là phòng ngủ mà nó ở trên tầng cao ấy, là nó phải đi xuống. Đấy, chắc đéo nó dậy chơi game. Thằng này lười lắm các bạn ạ. Bắt đầu kiểu khoảng cách từ giường đến máy mà xa hơn một tí là nhiều khi nó không thèm dậy nó chơi game đâu. Thích tối cơ, tối om cơ. Ui lại còn để mấy chai rượu ở đây nữa chứ. À mấy cốc rượu ở đây người ta tưởng tôi bợ. Thì ông bợ thật. Không thì... được nha, không được nha. Em designer ơi, không được nha. À đây phòng đắt lưu xê của tầng 2. Thích chưa? Tin tôi sạch được một tuần, tuần sau như đống rác gì đấy. Anh Ben ơi, mình không bừa là mình không bừa là được mà. Mình không bừa là sạch mà anh Ben. Thằng này chắc phải thuê giúp việc các bạn ạ. Ừ. Chứ nó mà không thuê giúp việc mà nó tự dọn thì mẹ thôi. Xác định là không bao giờ trong tình trạng gọi là như ảnh được. Trời ơi. Ừ, phòng vệ sinh trông đơn giản thế nhở? Phòng vệ sinh to thế. Mày... phòng vệ sinh to bằng mẹ 1/4 phòng tôi rồi mẹ rồi. Đấy, nhìn như này mới rõ được các bạn ạ. Ừ, một bên tắm bên này à? Tắm hơi chật nhờ. Tôi đánh giá tắm đấy, hơi ở đây chật là nhờ. Nó có một cái chỗ lún này. Đấy nó bị lún xuống một tí. Để tắm thì nước nó sẽ chảy hết xuống bên dưới. Phòng tắm nó hơi chật nha. Biết rồi, tôi biết là thiếu cái gì rồi. Tôi biết là thiếu cái gì rồi. Thiếu cái quạt ở trên này. À lắp thêm quạt ẻ cho mát à. Đúng thiếu, rồi. Thiếu cái quạt ở trên này, thiếu cái quạt ở trên này. Thiếu một cái quạt ẻ nữa. Thiết kế ơi, thiếu cái quạt ở góc này nha. Thiếu một cái quạt ẻ nữa. Ừ, cái nhà vệ sinh này trông nó hơi chật một tí. À quạt trên trần kìa. À đây có quạt. Ui. Mà quạt này đỉnh cao này các bạn này. Tức là mình bật đèn được nhá, mình bật tắt đèn được nhá. Đấy, đỉnh cao luôn. Quạt quạt liên kết với đèn. Được mà quạt. Quạt này trông thẳng vào đầu luôn vậy. Quạt TikTok đấy. Ừ, quạt này bây giờ trend đấy. 2 trong 1 đúng rồi. Hôm trước tôi mở cái đèn này. Tôi cứ tưởng là phải bấm gì nhỉ? Bấm một công tắc riêng. Nhưng mà đéo phải. Thế là hóa ra là tôi lúc đấy là tôi đéo dùng quạt nhá, tôi tắt mẹ quạt rồi. Đấy.
Thế là tôi cứ tưởng là đèn riêng, thế tôi bấm điều khiển đéo được. Xong rồi tôi mẹ mình loay hoay tìm mẹ mình công tắc bật đèn. Xong rồi cùng này mẹ ông kia bật mẹ lên quạt xong tắt quạt bằng điều khiển luôn, bật đèn bằng điều khiển luôn. Ừ. Xong rồi mình mới thể cảm thấy mình nhà quê. Quả Ừ bây nhưng giờ bạn nó hiện á, đại thật. tôi biết rồi, thực ra là cái nhà vệ sinh này thì chắc là cũng không không kiểu không phải để tắm đâu. Chỉ là một cái kiểu nếu mà cần tắm vội thì mới tắm thôi. Đấy chứ thực ra là cái nhà vệ sinh này là cũng không phải để tắm đâu, nhà vệ sinh này để phụ thôi. Tại vì cái nhà vệ sinh này là nó ở phòng stream mà các bạn. Đáng lẽ phòng này thằng Nhí nó phải bảo là bỏ cái vòi này đi, mình cũng không cần tắm ở đây thì mình lắp cái này em đéo tốn tiền đúng không, bỏ luôn không cần, có rửa tay thôi mà, rửa tay ỉa đái thôi mà. Tắm vội thì thực ra để cũng có thể là tắm vội được, tại vì kiểu mình tráng người ấy đấy cũng được. Còn tôi nghĩ là cái phòng tắm ở phòng ngủ nó mới là cái nhà vệ sinh chính các bạn ạ. Kiểu mình Nhà vệ tráng sinh người này để thôi. kiểu rửa chân hay rửa tay ấy, các thứ linh ta linh Ừ tinh ấy, ha, quên mất bạn tôi chứ giàu không phải là mà. Mà tôi thích làm gì cũng để được tắm. mà. Ok. Bạn thích xây luôn cái bồn tắm ở đây cũng được. Đây là nhà vệ sinh ở tầng 2, bây giờ lên tầng 3 là phòng ngủ này. Wow, phòng ngủ. Đấy, đây là cái Ui, quả phòng giường ngủ. to điên. Ui. Phòng ngủ tôi bảo là tôi thích cái máy chiếu các bạn ạ, chả cần tivi đâu. Đấy, tôi thích cái máy chiếu thôi. Mà chiếu Netflix in Đấy, cũng chả chiếu. cần tivi đâu. Ui, quả giường vua vãi thề. Đấy thì đây là cái giường này. Cái giường giường này của Giường này đây trong là mấy phim tổng tài các bạn, các cái khung nhà của tôi tự nhiên nó có hai cái cột ở đây. anh ta ở Đấy, cùng anh nhím phải không bảo là á, có để hai cái anh cột xem có phòng nào chỗ thừa này thì anh cho nên là xin mình có vào thiết anh kế. ở. Ôi chúa cũng chỉ có thế. Anh xin phòng, Có cái anh rigby xin các phòng tấm thừa anh ở rigby nhiều. gái. Đấy là nó phải là mình phải thiết kế như nào để xem là hai cái cột này là nó dựng sao cho nó hợp lý nhất có thể. Đấy thì tôi thấy là thiết kế kiểu như này trông cũng được, trông ok. Nhưng mà thiếu nha, thiếu một cái ghế ở đây. Cái chỗ này hơi trống nha, thiếu một cái ghế ở đây này. Này em thiết kế này. Thằng này chắc là kiểu không cho Đấy tôi cái ở chỗ vào ở này mà thêm một cái đâu. ghế nữa là đẹp này, ngay cạnh cửa sổ luôn. Thằng này không cho tôi vào ở đâu, tại vì cái nhà này là nó xây ra là nó mục đích là để lấy vợ mà, cho nên là kiểu gì nó cũng chỉ dắt gái về thôi. Mà dắt gái về là nếu như mà tôi mà ở cùng là lộ hết của nó. Đấy. Thằng này nó giấu lắm. Giấu như giấu cứt ấy. Cái góc để anh đọc sách. Mẹ chắc cái ghế này chắc nó chắc là chỉ có kiểu khách ngồi thôi, còn tôi thề thằng này chắc là ngồi được mẹ mẹ hai một hai ngày đầu. Thằng này có đọc sách bao giờ đéo đâu. Không, thực ra là mình phải có một cái góc thì mình bắt đầu đọc sách được các bạn ơi. Chứ bây giờ mẹ chưa có góc đọc sách thì đọc thế đéo nào được. Ông lại lý do à, lý do à, Có cột là có dầm hơi ngang. trượt đến Không gần ai cửa để dầm sổ ngang là đẹp trên đầu giường à cả. Dầm ơi. ngang là cái gì? Dầm ngang cái gì? Dầm ngang là cái gì ta? Dầm ngang là cái này á. Đây nhá, cũng bàn trang điểm mẹ em cho vợ luôn. Đấy, cho vợ vợ tương lai luôn. Ghế này chắc để ảnh quăng đồ dơ lên. Đây, Đấy, chuẩn. cho vợ tương Ui, lai. phải ông nào donate mà luật chuẩn loại lên đi. Chuẩn luôn rồi đấy. Để ghế quang đồ dơ Có Ngọc Chin nhá, cảm ơn em, cảm ơn Ngọc Chin đấy. nhiều. Còn đây là góc tivi thôi. Phát bài luôn. Tivi với cả cái kệ để Ui. đồ linh tinh. Tôi thề các bạn nhá, tại vì bây giờ góc stream bây giờ ấy là cái cam ấy thỉnh thoảng nó mới chiếu lên giường, hồi xưa là có cái góc cam của nó chiếu lên giường đúng không, cho nên giường nó lúc nào cũng phải sạch sẽ đấy. Bây giờ mẹ đéo cần chiếu lên giường nữa, chắc mẹ cái giường này thành bãi chiến trường luôn. Tinh thôi. PC à, không biết quan trọng là vợ tôi có muốn mẹ chơi không để con biết, hay cứ Ý làm cái ôi, chưa PC nhỏ có, ông nhỏ đã nhỉ. đòi mẹ tính cho vợ rồi. Ông này hay hay nghĩ xa thế. Ui, Không, lúc này tính sau các bạn đây ạ, phòng lúc này thay tính đồ à? sau. Đỉnh thế nhở? Đấy, còn đây là cái phòng này, đây là cái phòng Phòng thay kiểu đồ. hơi âm một tí để vào chỗ thay quần áo, tủ quần áo. Hơi âm là sao? Tủ quần áo xong rồi đến nhà vệ sinh. Đấy thì nó cũng giống thiết kế của cái phòng bên dưới thôi. Thích nhở? Đấy, cái chỗ tủ này thì nó là cái tủ kho nhưng mà ở trên phòng ngủ thì nó sẽ là tủ đựng quần áo. Với cả nước hoa, trang sức hay là phụ kiện linh Ui, ta bên linh trong tinh còn gì đấy. bốn bên trong à, đấy là bên ngoài chứ. Đấy. À đấy, hai bên này luôn. Thích nhỉ? Wow. Holy shit. Đấy, để tất quần áo các thứ để trong ngoài hết. Ê, tôi vẫn chưa biết cái chỗ này mình nên À. làm gì này. Chỗ này đang hơi hơi thừa này mà bạn bảo là làm thêm một cái tủ đấy để Tủ thêm quần áo vào, tôi thấy nó đang hơi hơi bị thừa, không hơi bị thừa quá không nhở.
Tôi nghĩ nên đặt một bàn bia ở đấy, thỉnh thoảng sang chơi, sang cho mọi người chơi. À để PC à, để PC à. Ây da cũng hợp lý nha. Hợp lý đấy chứ. Ừ, không, nhưng mà chật lắm. Cũng hợp lý nha, cũng hợp lý nha. Để PC là chơi nó hơi là hơn. Nó vướng cửa kìa. Để PC là nó bị vướng cửa. Ê, nhưng mà tôi thấy tủ quần áo của thằng Bô Béo hay là của mọi người mẹ nhiều lắm các bạn ạ. Tôi nghĩ là cần nhiều quần áo phết đấy. À đây là cái phòng trong tủ quần áo. Ờ trong cái phủ tủ quần áo này đéo đủ đâu đấy. Thì tủ quần áo phải rộng cơ. Nhìn này thôi, thực ra là không rộng lắm đâu. Kiểu bé bé thôi mà. Không rộng đâu, chỉ to thôi. À đây là phòng vệ sinh, cả thang máy. Thang máy vệ sinh ngoài à? Ê, phòng vệ sinh của phòng ngủ nó sẽ như này. Phòng vệ sinh là phòng ngoài à? Đấy, bồn rửa vào phát, bồn rửa tay thì ở bên trái. Còn cái lavabo thì có ngăn cách ngăn cách với cả phòng tắm đây rồi. Xịn sò. Đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở tầng 3 mới là cái phòng tắm chính các có bạn ạ. Có phòng cho trẻ con cô anh. Phòng trẻ con. Rigby chắc là Rigby nhiều. Uầy, trong quả cầu thang đi nguy hiểm ấy. Anh đời để chỗ để két sắt đâu. Phòng tắm thì như này thôi. Tôi không cần kiểu bồn lắm. Tại vì cảm giác kiểu bồn nó hơi bị thừa. À, có muốn thuê một bức tượng là Seterai để ở phòng Stinko. Seterai. Trong cầu thang trông nguy hiểm phết nhở. Trông sợ ở đéo ấy. Nên có bồn tắm à. Để thư giãn à. Để bạn nghe chill thế nhở. Nghe cảnh thế nhở. Đây là cầu thang các bạn ạ. Đây là cầu thang này. Đấy, cầu thang thì không cần diện tích nhiều lắm. Nên chỉ làm như này thôi. Đấy, còn đây cái quan trọng là cần cái diện tích cho cái thang máy ấy. Đấy, quan trọng là như thế. Wow. Bồn là sai lầm á, rõ ràng. Vì tôi thấy là hầu như là kiểu bình thường là kiểu lớn lên rồi nhá, là các bạn sẽ muốn là mình chỉ cần là tắm sao cho nó thật nhanh. Đấy, để mình mẹ thật là sạch sẽ mình đi ra ngoài. Sạch sẽ. Đấy chứ mẹ. Kiểu đéo như là trong phim đâu. Trời ơi. Trong phim người ta phải tắm bồn thôi, hoặc là cũng có người có sở thích tắm bồn. Thực ra là nói thật là kiểu tắm bồn là khi nào mình kiểu mình đi chơi, mình đi du lịch đấy, hoặc là mình đi kiểu đi khách sạn ngủ chẳng hạn đấy, thì mình tắm bồn thôi. Chứ thực ra là mình ở nhà mình cũng đéo được tắm bồn đâu, mất thời gian của mẹ ra đúng không? Nhưng mà mẹ ít lắm. Thường thì mẹ cũng chả có kiểu nhu cầu tôi tắm bồn đâu. Đấy, chỉ muốn gọi là tắm mẹ sao thật nhanh để mẹ mình đi có việc luôn. Đấy, nhanh gọn lẹ thế thôi. Xong rồi nó còn bẩn, nó còn phải dọn các thứ nữa. Ơ, trông cái này cũng không to lắm nhờ. À, ừ. Mà cái bạn thiết kế này là bạn ấy cũng kiểu gọi là muốn tiết kiệm chi phí cho tôi. Tôi cũng vẽ cho bạn ấy nhiều lắm. Tôi bảo là bạn cứ làm cho anh kiểu trông nó kiểu vintage hiện đại vào. Đấy, nhưng mà bạn ấy thì lại muốn kiểu tiết kiệm chi phí cho tôi. Cho nên là tôi nghĩ là cái phong cách thiết kế của bạn ấy nó trông nó đơn giản. Trông nó hơi đơn giản một tí. Chứ là đơn giản thì càng tốt sao? Nhà tắm thôi mà. Tầng 4 à? Ê, tầng 4 thì phòng cho con à? Thực ra là vẫn chưa biết làm gì cả các bạn ạ. Tầng 4 xây phòng cho đấy, con cho nên à? Cứ làm tạm cái phòng ngủ cho khách. Đấy thì tầng 4 nó sẽ có 2 phòng. Đấy rồi. Một phòng đấy. Tôi sẽ cắm trại ở đây. Hợp lý quá. Tôi sẽ cắm trại ở đây luôn các bạn ạ. Khi nào mà bạn Nhím mà xây xong nhà là tôi chỉ cắm trại mẹ ở đây luôn. Đấy. Xong rồi bảo bạn Nhím xây lên một cái máy tính cho bạn buổi sáng dậy. À không, tính ra tôi ngồi máy nó tôi livestream được. Nó hơi mất công kiểu đổi cái link live thôi. Đấy, còn không là mình ký sinh vào đây luôn. Đấy. Ở nhà Nhím làm việc bằng máy của Nhím. Ui. Ui, Nhím như kiểu bố tôi ấy nha. Bé bé thì nó sẽ như này. Chỉ có đúng một cái giường thôi. Sao bé thế? Sao tầng 4 bé thế? Đấy, như này này. À, tầng 4 chắc phòng bên kia làm cái khác. Ui, có Netflix đấy. And chill luôn kìa. Click vào đây. Được chứ nhờ. Cái phòng đây là sẽ có 2 phòng. Thì phòng này, đầu tiên phòng này, sẽ như này. Phòng này cũng to chứ. Ui, sao cái giường bé nhá. Ui, Netflix and chill luôn ý chứ. Hợp lý đấy chứ. Đấy, phòng này sau này cũng có thể là cho con được. Đây. Nhưng phòng này hơi bé nha. Đấy, đây là một phòng trên tầng 4 nha. Tầng 4 bé thế. Còn một phòng ngủ nữa đâu nhở. Một phòng ngủ tầng 4 nữa đâu nhở. Còn một phòng to nữa cơ. À, phòng kia chắc là không xây. Vào đây xem nào.
phòng 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 nhủ tầng phòng phòng kia chắc chưa xây à? Một phòng to nữa cơ. Thì ở đây trong này là một cái nhà vệ sinh nữa nha, xong rồi mở cửa này ra đi sang bên này, nó là một cái phòng to hơn phòng này cơ. Thằng nhím nó ở riêng mà, bố nó vẫn ở nhà cũ mà. Đây đây chỉ là phòng nhỏ thôi. Hai file lẫn nhở? Đâu vẫn một file. Bạn chưa thiết kế xong ta, từ để tôi lên thử Zalo cái xem nào. Tầng 5 phòng khách cộng bếp à? Ui, đéo hiểu thằng này mà ở riêng thì ai nấu cơm với nó nhỉ? Bình thường là bố bưng cơm rót nước tận nơi hiểu không? Đây chuyển ra chắc mẹ thề một là thuê thuê người nấu ăn bên trên cao nhất. Đấy tôi sẽ để ở gần phòng cao nhất. Ui, thì, phòng bếp đẹp thế. Phòng bếp thì sẽ có một cái góc để làm phòng khách nho nhỏ. Phòng bếp đi ở phòng khách ấy nhỉ? Phòng thờ ở đâu á? Phòng thờ ở trên phòng này. Trên phòng bếp. Phòng thờ tầng 6 à? Ui. Phòng thờ là ở trên phòng bếp các bạn ơi. Cái thằng này chưa gửi thiết kế phòng thờ sao ấy? 6 7 tầng gì đấy. 20 phút à? À. Đấy đây là một cái góc phòng khách. Có đồ nhiều khi nó mua luôn một đầu bếp 20 phút về không trực 24/7 ở trên đấy luôn đấy chứ. Ui có ghế massage kìa, thấy ghế massage. Ghế massage ở đây hợp lý quá này, hợp lý quá nhỉ. Đấy một cái ghế massage ở đây này, anh này vua thật mà, bảo vua thì không ai tin, vua thật đấy. Rồi cái ghế sofa ở đây, xong rồi vài cái ghế cho mấy anh em đến chơi lưu tiêu diêu. Đấy, ở đây thì có một cái bàn nhỏ 3. Lưu tiêu diêu. Đấy, ở đây có một cái bàn nhỏ 3 này, tại vì cái chỗ bếp này nó hơi ngắn. Đấy, cho nên là muốn làm thêm một cái bàn nhỏ 3 này để mấy cái máy như kiểu máy hút bụi. Như kiểu lò nướng này. Đấy, như ở máy rửa bát này, đấy. Ui, như kiểu là lò xịn thế. Này, thì để bên này được. Cái 3D nhưng mà chắc chắn là làm được cũng y hệt đấy. Ôi, trông nó cũng kiểu, trông nó cũng ok hơn. Người ta cũng phải kiểu biết. Biết về mấy cái này ấy, người ta mới thiết kế được kiểu này ấy. Là chắc chắn là sẽ có lắp được vào đấy, kiểu đấy. Ui, có ghế này nằm chill này. Đấy, cái bếp thì nó như này thôi. Anh Tài xin dân giúp việc á, thôi, tôi có biết làm việc nhà đéo đâu mà là giúp việc. Kiểu gì thằng này nó chả thuê con gái. Lúc đầu tôi muốn làm mà chỉ có mỗi cái chỗ này là bếp thôi này, nhưng mà bạn bảo là ngắn quá. À mà thuê con trai tôi làm ngay. Tôi muốn làm thêm một cái bar này nữa. Đấy cái tủ lạnh này. Anh em gửi CV cho bạn nhím ấy, mẹ gửi em bảo em có kinh 5 năm kinh nghiệm trong việc gọi là dọn nhà đấy chẳng hạn thế. Bựa bịp lắm. Bị nổ nhiều vào phải không? Các bạn xem phim Hàn Quốc không? Có mấy phim mà kiểu con đại gia ấy, đấy xong rồi thuê giúp việc xong rồi mấy chị giúp việc yêu luôn đấy, đấy kiểu đấy hiểu không? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, đấy kiểu đấy. Giàu không dễ, à giàu không khó cả các bạn hiểu không? Giàu không khó. Phấn đấu là được. Có đối tượng ở đây. Đấy bây giờ cần một em gái gọi là biết làm việc nhà đấy. Xinh ngon dâm, đấy. Ui, em chỉ cần gọi là vào cái nhà này làm một thời gian. Làm bà chủ luôn, tôi thề các bạn. Cái thang máy này, thang máy đi ra cái đập ngay vào phòng bếp luôn này. Nhưng mà ở nhà vệ sinh ở phòng bếp nhờ. Giai đoạn đầu là hơi khó khăn tí nhá, tại vì là kiểu phải cạnh tranh hiểu không? Hay là hơi thiếu nhá, hình như là vẫn còn thiếu đấy, nó vẫn chưa phải chi tiết đâu. Giai đoạn đầu là thằng này nó sẽ thuê ba em giúp việc một lúc. Đấy. Xong rồi cho ba em cạnh tranh với nhau. Nó vẫn đang thiếu một cái phòng ngủ to nữa. Cho ba em cạnh tranh với nhau xem em nào làm vợ cả. Nào để ghế tình yêu thế em như em dầm. Nào làm giúp việc bình thường đấy kiểu đấy. Ba em phải đánh nhau tranh chấp nhau. Ghế tình yêu chắc là để ở phòng ngủ thôi. À đây đây có đây rồi. Có tầng sân thượng đây rồi. Nhưng mới xây nhà mà. Mà với cả là tôi cũng kiểu tầng thượng bạn ấy chưa làm xong. Cũng hơi khó đấy. Chưa làm xong các bạn ạ. Hơi khó để xây nhà ngoài này đấy, tại vì nhà ngoài này tốn nhiều tiền lắm. Nhà ngoài này nhá, nếu mà không có sự hỗ trợ của phụ huynh ấy. Trời ơi, thế mà không để làm xong một thể xong rồi gửi anh đi. Lại phải mua đất các thứ này đấy, phải có đất. Phải có đất xong rồi sửa nhà, ui, nhiều tiền lắm. Xem này nó kiểu bị bứt đất vãi bìu thề. Uài, ước gì không biết nhà khi nào xây xong nhà tôi chuyển đồ qua luôn nhờ. Khi nào bạn nhím xây nhà xong tôi chuyển đồ qua luôn, không nói nhiều.
nhà là chỉ đợi xong kiểu gì thừa chỗ tôi vào tôi ký sinh ấy.